Em xin chào cả nhà. Lời đầu tiên cho em Chiêu Nhạc xin được phép kính gửi lời chào và chúc sức khỏe đến cả nhà chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Sau đây Chiêu Nhạc xin cho em xin một chút xíu em giới thiệu đối với mình. Em tên đầy đủ là Chiêu Thị Nhạc và hiện sống và làm việc tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cơ duyên em đến với cái dòng sản phẩm Alpha đó là trước em cũng giống như cái nhà chúng ta vậy đó. Em nói rằng là em uống sản phẩm thì em đâu có cần làm thẻ để làm gì. Và sau khi mà em dùng sản phẩm, em tìm hiểu về cái giá trị trong sản phẩm và em hiểu về cái gọi là công ty á, chiết khấu công ty mình được hưởng như thế nào khi mình dùng sản phẩm này, là em bắt đầu là em làm cái thẻ. Thì khi em làm cái thẻ rồi á, cho đến ngày hôm nay em cũng khuyên cả nhà chúng ta là lý do tại sao chúng ta dùng mà chúng ta lại làm thẻ. Thì đầu tiên em sẽ chia sẻ với cả nhà mình nghe là làm thẻ có những gì ha. Thì chúng ta làm thẻ thì cái thứ nhất á, là chúng ta sẽ đưa cho chứng minh của mình là hai tấm hình 3x4, hai tấm hình 3x4 và hai tấm photo chứng minh chứng thực và một số tài khoản ngân hàng và chi nhánh và một số điện thoại Zalo, Facebook, và đặc biệt là 320.000 là cái này phí tài liệu. Chúng ta phải 320.000 này á là mua một cái doanh nghiệp rất là rẻ đúng không nhà, rất là rẻ luôn. Tại nếu như chúng ta làm một bất cứ công việc gì chúng ta phải bỏ vốn ra 50 triệu hết. Nhưng cái công việc của chúng ta là chỉ bỏ ra có 320.000. Và chúng ta dùng một lon sản phẩm để chúng ta trải nghiệm xem cái giá trị sản phẩm như thế nào. Và chúng ta mua thêm một lon nữa để chúng ta đi bán. Đó, chúng ta bán, chúng ta chia sẻ. Hoặc là ai đến nhà chúng ta thì chúng ta dùng một lon đó, ai đến nhà chúng ta chia sẻ tiếp tục cái giá trị đó. Thì chúng ta phải bỏ ra 30.000 là công ty sẽ cấp chu cấp cho chúng ta là cái số ID. Cái số ID này rất quan trọng đó nha. Ví dụ như bây giờ cả nhà đã làm một cái thẻ rồi đúng không, công ty cấp cho mình cái số ID rồi, thì chính cái số ID này nè, mình đi Bắc Trung Nam gì mình cũng mua được sản phẩm hết. Nhưng sản phẩm của chúng ta là mua mua tại công ty luôn đó, tại công ty luôn, tại cái mình có ID rồi là tất cả cái công ty nào mình cũng mua sản phẩm được hết. Và lúc này cả nhà sẽ được mua với cái giá là 1.320.000 k, 20k, 320k là 320.000 đó nha, là cái giá gốc của công ty. Bốn trụ sở chính của chúng ta là bất cứ sản phẩm Alpha Limit đưa ra khỏi công ty do nhà phân phối mua hàng là với giá là 1.320.000. Và nếu công ty cho chúng ta được giấy phép bán á, là 1.584.000 đó, 1.584.000. Cho nên lý do tại sao em khuyên cả nhà là hãy mình làm cái thẻ đi để mình mua giá gốc công ty là 1.320.000 đó. Còn nếu như để em bán cho cả nhà chúng ta là em bán 1.584.000 là em lời được 200 mấy em bỏ vào túi ha. Nhưng tất cả mọi người là em khuyên cả nhà chúng ta làm cái thẻ để chúng ta mua giá gốc công ty. Chúng ta mua giá gốc á, đặc biệt là chúng ta được bảo vệ nè. Cái thứ nhất là hàng chất lượng, hàng chất lượng, em biết người ta nên khó biết nè, hàng chất lượng, hàng chất lượng. Cái thứ hai á là hàng không có sợ hàng giả hàng gian, là hàng công ty luôn. Cái thứ ba là chúng ta nhận được chiết khấu, và cái thứ tư á chúng ta sẽ được thừa kế cho con cháu mình. Đây là cái quyền lợi của chúng ta khi chúng ta làm thẻ. Còn nếu như cả nhà không làm thẻ, em vẫn bán cho cái nhà 1.320.000, nhưng tất cả những cái giá trị này là em được hưởng hết.
Cho nên em khuyên ở nhà chúng ta là làm cái thẻ chỉ có 320 ngàn thôi. Nhưng chúng ta được sở hữu sản phẩm của công ty, chúng ta được công ty bảo vệ sản phẩm, bảo vệ sức khỏe cho mình. Và chúng ta hưởng được chiết khấu của từng lon sản phẩm luôn. Và chúng ta thừa kế lại cho con cháu mình cái số ID này. Đó, cả nhà ha. Thì lúc này cả nhà biết không? Chúng ta dùng một lon đi. Dùng một lon cả nhà ha. Khi chúng ta dùng một lon á thì công ty sẽ giúp cho chúng ta là cộng dồn. Tại sao em gọi là cộng dồn cả nhà? Cộng dồn là ví dụ như tháng này em uống một lon. Tháng sau em uống một, chị em uống một đó là hai lon. Tháng sau hai lon nhân cho hai lon là bốn lon, tái tiêu dùng trở lại là bốn lon. Bốn lon trong khi là bốn lon. Bốn lon trong bốn lon này nè, bốn chị em uống, bốn chị em chia sẻ cho mỗi người một lon là thành tám. Đó, tám ngày này uống thấy có kết quả tốt quá chia sẻ ra nữa, thành nhiêu? 8 lần 2 là nhiêu? 16. Còn nếu như không 8 người này mà chia cho 8 người rồi tiếp theo sẽ được 8 lon nữa. Tổng cộng là em sẽ được 31 lon. 31 lon. 31 lon này cả nhà thấy rất là khó khăn trong một thời gian dài đúng không nhà. Nhưng công ty đã hỗ trợ cho chúng ta là được cộng dồn. Cộng dồn thôi cả nhà, cộng dồn, chúng ta không bị mất điểm. Cộng dồn là 3 4 tháng, 5 7 tháng, 1 năm hoặc là hơn 1 năm em cũng vẫn giữ điểm cho cả nhà chúng ta. Đó thì khi nào mà cả nhà được 31 lon á thì em sẽ mua vào cái mã số ID của nhà cả nhà, mã số ID này nè. Đó, thì em sẽ mua vào đây. 31 lon. Lúc này em sẽ được đặt cách lên là trưởng phòng. Lúc này em hội viên chứ, hội viên. Lúc này chưa là trưởng phòng. Hội viên. Thì cái người hội viên này nè sẽ được cộng dồn lại đạt 31 lon mua vào đây thì sẽ nhận được là 70.000 một lon. 70.000 một lon. 70.000 một lon, nhưng mà có phải chúng ta mua 31 lon đó nha. Thì chúng ta sẽ nhân cho 70k nhân cho 31 lon. Chúng ta bằng bao nhiêu? 2,1 triệu. 2,1 triệu cả nhà nó chơi. Làm sao mà 31 lon mà có 2,1 triệu đúng không cả nhà? Nhưng cái này bước đầu thôi, bước đầu. Bước đầu là tại vì cái bước đầu á là khi chúng ta dùng sản phẩm này nè, cái người tuyến trên hỗ trợ cho chúng ta thì chúng ta sẽ chia lại một ít cái chiết khấu của mình để đưa cho vị trí tuyến trên của mình để cái công hỗ trợ cho mình đó. Và sau này nè, cả nhà, 31 lon này nè sẽ giúp cho 31 người thay đổi được sức khỏe. Cả nhà ha, 31 này chúng ta giúp cho 31 người thay đổi được sức khỏe. Ví dụ chúng ta dùng và chúng ta giới thiệu gia đình, chúng ta dùng và gia đình chúng ta tái tiêu dùng lại thì 31 lon này sẽ giúp cho 10 người trong gia đình chúng ta thay đổi được sức khỏe. Nha cả nhà ha, thay đổi sức khỏe. Trong giai đoạn này là em sẽ là người trực tiếp chăm sóc khách hàng, chăm sóc cả nhà chúng ta mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Cả nhà cho em quan hỷ cho em là sẽ điện thoại cho cả nhà để chăm sóc khách hàng, chăm sóc cả nhà chúng ta để dùng đúng, đủ đều để cho chúng ta có kết quả. Tại vì cái sản phẩm chúng ta là một sứ mệnh. Một sứ mệnh để làm gì? Đến gia đình chúng ta để giúp gia đình chúng ta là dùng bữa sáng kháng thể để nâng cao sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch để chống lại tất cả những tác nhân gây bệnh của chúng ta. Đó, thì cho nên là cả nhà hoan hỷ cho em điện thoại cả nhà nha. Và cả nhà hãy tương tác với em. Chúng ta không dùng sản phẩm Alpha thì thôi. Khi chúng ta dùng sản phẩm Alpha là chúng ta hãy hợp tác, kết nối với em để em có quyền chăm sóc cả nhà. Đó, em sẽ trao cái giá trị cả nhà cho cả nhà là 100% luôn. Bất cứ nhu cầu gì mà cả nhà có vấn đề gì về sức khỏe, vấn đề nhu cầu sửa sụn hay bất cứ vấn đề gì cả nhà cứ nêu ý kiến đi, em sẽ cố gắng giải thích cho cả nhà nghe. Còn nếu như em chưa học được những cái khó khăn hơn á thì em sẽ hỏi tiếng trên của em để em phục vụ cho cả nhà. Tại vì cái sản phẩm này á là chúng em làm vì sứ mệnh của sản phẩm, chúng em làm vì sứ mệnh để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà chúng ta, chứ không phải là chúng em đi bán sản phẩm. Nếu như chúng ta em đi bán sản phẩm thì chúng em bán 1.584.000 đúng không? Chứ em không bán sản phẩm mà chúng em là người làm theo sứ mệnh của mình, trao cái giá trị này để đến nhà cả nhà chúng ta. Chúng em làm sứ mệnh để làm gì? Chăm sóc, phục vụ, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà chúng ta, chứ chúng em không phải là người bán hàng, đúng không nhà? Em mua một lon sữa 1.320.000 tại công ty mà em bán ra cũng 1.300.000 cho 20 cả nhà đón nhận đúng không? Em chỉ là người kết nối yêu thương để làm gì cho cả nhà biết đến sản phẩm. Em sẽ là một cái sứ mệnh để phục vụ cho cái lon sản phẩm đến nhà cả nhà chúng ta và chăm sóc sức khỏe.
cả nhà hiểu ý nói không? Đó là vậy đó. Cho nên chúng em đang làm cái công việc mà sản phẩm Alpha này là chúng em đang trao tâm yêu thương của mình, đang trao một cái tấm lòng rộng lớn, luôn luôn là khắc phục mình, nâng cao kiến thức và kỹ năng để chăm sóc khách hàng một cách chu đáo mà miễn phí luôn, không tốn tiền. Cái nhà mua một lon sữa đi, em vẫn mua cho cái nhà 1,320 triệu, nhưng em sẽ là một sứ mệnh để cho cái nhà kêu em, có quyền kêu em, có quyền biểu em, có quyền sai em, có quyền nhờ em tất cả tần tật, và có thể là mua em suốt cuộc đời luôn. Có nghĩa là Nhạn ơi, hôm nay chị cần ở Hà Nội một lon sản phẩm à, có em ngay liền. Nhạn ơi, hôm nay ở Bình Dương chị có một người muốn đón nhận sản phẩm, em giúp chị đi, có em ngay liền. Nhạn ơi, đem cho chị 5 lon sản phẩm, 7 lon sản phẩm, 10 lon sản phẩm, 20 lon sản phẩm, 30 lon sản phẩm, 100 lon sản phẩm, có em ngay tức khắc liền. Đó là em làm gì cái gì? Làm gì tình yêu thương, đúng không cả nhà? Em làm gì tình yêu thương để em trao cái tình yêu thương của em cho tới cả nhà. Lý do tại sao mà em lại nói vậy? Đó, mày nói quá đi. Nhưng sự thật tại vì em cũng đã là người nhận được tình yêu thương của người khác trao cho em. Cho nên hôm nay em cũng sẽ là người trao tiếp tục cái tình thương mà em đã nhận được cho những người tiếp theo mà đang trước mặt em, sau lưng em hoặc là phía sau của em. Đó, cho nên là em nói tại sao em nói là làm theo sứ mệnh vậy. Thì em chia sẻ cả nhà. Trên đây là cả nhà dùng một lon, nhưng cả nhà sẽ chia sẻ rất là nhiều người đang dùng ở đây, là cả nhà đang tạo duyên và tạo phước. Đó. Nhưng mà khi Đức Phật có dạy chúng ta là các con hãy tạo duyên tạo phước đi, thì các con sẽ được duyên được phước. Thì chúng ta đang tạo duyên nè, chúng ta đang tạo phước nè, thì chúng ta sẽ được duyên được phước thôi, đúng không nhà ha? Đó, cho nên là chúng ta hãy gieo đi, gieo cho thật nhiều. Tại sao mà em dám nói cả nhà là phải gieo cho thật nhiều, mà tại sao em dám cam đảm cái sản phẩm của mình mà em nói vậy? Lý do tại sao? Sản phẩm của chúng ta là một sản phẩm, một gói sản phẩm nằm trong sản phẩm, mà sản phẩm này bảo vệ cho ba cái hệ bên trong của cơ thể chúng ta, mà sản phẩm được mua bảo hiểm với ba giá 320 tỷ đồng Việt Nam. Đó, là tương đương 20 triệu đô New Zealand, là tương đương với 320 tỷ đồng Việt Nam, bảo đảm chất lượng bên trong của sản phẩm. Cho nên chúng ta không cần phải lo điều gì hết, công ty lo hết rồi. Cả nhà ha. Nhưng mà cả nhà trao một lon sản phẩm để cho một người nào đó là chúng ta đang trao cái phước, chúng ta đang làm một sứ mệnh giúp cho cái lon sản phẩm này để phục vụ cho bà con chúng ta, để bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam chúng ta. Đó. Và đặc biệt khi mà bảo vệ được cái sức khỏe cho người dân Việt Nam chúng ta là tránh ra khỏi bệnh tật, lìa ra khỏi thuốc tây, thì giúp cho người dân chúng ta là sao? Giàu mạnh, đúng không nhà ha? Và em sẽ chia sẻ tiếp theo cho cái nhà mình xem nè. Khi chúng ta được 2,1 triệu á, rất là quý luôn. Em có một cái cô hai bên Phước Khánh á, là cô đó nhận được 2 triệu bạc, cô rất là mừng luôn. Và với chị Bảy Lầu cũng vậy đó, trời ơi, tôi giúp được rất nhiều người có sức khỏe, mà bây giờ tôi còn có sức khỏe mà tôi giúp nhiều người, nhưng mà bây giờ tôi lại có tiền nữa xuống vậy. Nhưng mà lúc làm thẻ thì em không có nói chị về cái vấn đề mà nhận tiền này gì hết á, tại vì là làm nông mà chị ít có nghe cái này lắm. Đến khi mà chị ơi, hôm nay tháng này chị có tiền rồi chị rất là mừng, chị nói chị mừng lắm luôn. Còn cô hai còn mừng nữa, cô hai là bị bác sĩ chê đem về đó, thiếu máu gì không biết nữa, bác sĩ chê đem về à. Nhưng khi dùng 3 lon sản phẩm chị Lầu chia sẻ đó, thì bắt đầu là cô này mới thay đổi sức khỏe, mới điện qua em lấy một thùng sữa, và xong rồi lấy suốt cả gia đình dùng luôn, cả gia đình dùng xong rồi lãnh được còn cái như vậy đấy cả nhà. Có nghĩa là khi mà dùng đến 27 lon ha, em đã làm cái thẻ rồi, nhưng mà giờ không chịu mua nữa, đi qua bên kia mua 1,1 triệu, không có hóa đơn. Cái về uống đó, con dâu nó, mẹ ơi sao con uống cái này con thấy nó kỳ kỳ quá à, mà nó làm cho con nôn cái bụng mà con rất là khó chịu mẹ. Cái đầu cả nhà không dám uống luôn, bỏ nguyên thùng sữa luôn. Cả nhà thấy cực kỳ không nhà. Cho nên chúng ta phải làm cái thẻ để làm gì? Được công ty bảo vệ sản phẩm, chất lượng sản phẩm của công ty cho chúng ta, bảo vệ sức khỏe của chúng ta, bảo vệ cho chúng ta nhận được chiết khấu, và bảo vệ cho cái số ID này là chúng ta chúng ta sẽ thừa kế lại cho con mình, cho cháu mình tới 3 đời được cả nhà. Khi mà em được 5 sao 3 sao á, là em sẽ đi được tất cả trên đất nước chúng ta, là đi du lịch thế giới á. Và đến khi mà 3 sao rồi đó, là em già em lớn tuổi không làm nữa, thì em sẽ thừa kế lại cho con mình. Đó, thì cả nhà dùng sản phẩm, cả nhà đừng có cả nhà hãy dùng sản phẩm đi, cả nhà cộng dồn đi tới lon mà tiếp nữa em sẽ chia sẻ cho mình nghe. Cái này chúng ta được 70.000 thôi đúng không, thì chúng ta được 21. Nếu như 31 người này nè, người ta sẽ tái tiêu dùng lại nữa,
đó, có cũ và có mới nha, có cũ và có mới. Thì tháng thứ hai này nè, em sẽ giúp cho cả nhà chúng ta cùng em chăm sóc những người này, và những người này mà chia sẻ nhiều người nữa là em với cả nhà cùng chăm sóc những người này luôn. Tại sản phẩm chúng ta phải chăm sóc cả nhà uống đúng đủ điều mới có kết quả nha. Thì em sẽ là người giúp cho cả nhà chúng ta phải phục vụ những người tiếp theo nữa, tiếp nữa, bất cứ ai tiếp dài thì dài luôn, em cũng sẵn sàng để làm sao giúp đỡ cho chúng ta, cho cả nhà chúng ta để dùng sản phẩm để thay đổi về sức khỏe. Đó là sứ mệnh của sản phẩm ở nhà. Thì lúc này nè, 31 người này nè, người ta tái tiêu dùng xuống, em sẽ đạt cả nhà đạt thêm 31. Tháng này chị đạt 31 rồi đó em, ở như là chị lòi đó. Tháng này cũng đạt 31 nữa đó, thì tôi được nhiêu? 31 rồi, 31 lon em cho cả nhà mình xem nè, 31 lon. Thì 31 lon này á thì chúng ta sẽ được là 210.000 một lon. Một lon. Chúng ta nhân cho 31 lon. Chúng ta sẽ được là 6,3 triệu. Cái nhà thấy tuyệt vời cái nhà. Cái ngày mà em gặp thủ lĩnh á, thủ lĩnh cái phía trên của em hỏi là cô ơi, vậy là nếu khả năng của cô là trong gia đình của cô á, ngày hôm nay cô cần bao nhiêu để cô trang trải gia đình cô xem như là vừa đủ với gia đình của mình không? Cô chỉ cần 3 triệu thôi con, 3 triệu thôi là đủ cho trang trải gia đình cô. Tại mình nghĩ mình ăn chay mà con mình nó cũng ăn chay cho mình luôn, nó đâu có phải là xài đồ này kia nhiều đâu, 3 triệu đủ rồi. Nhưng cái nhà thấy đi, tháng đầu tiên á là em đi chia sẻ tất bật luôn, em được 31 rồi. Cái tháng thứ hai á em sẽ được là 31, những người này người ta tái tiêu dùng lại. Đó. Em nhận được 6,3 triệu. Đó, 6,3 triệu. Cả nhà thấy không? 6,3 triệu là gấp đôi tiền nhu cầu của em đưa ra rồi. Mà 6,3 này là tượng trưng cho những người mà làm công nhân 5 7 năm mới được cái mức lương 6,3 triệu. Đó, cả nhà thấy không? Chúng ta đi làm công nhân, chúng ta làm mất hết thời gian tuổi thơ của mình, mất hết thời gian tuổi xuân của mình. Mình mất rất rất là nhiều luôn mà chúng ta không hề biết. Chúng ta cứ đi làm kiếm tiền, nhưng cuối cùng cái tuổi chúng ta đi qua 20-30 năm chúng ta không hay. Như em có một nhỏ cháu á, là làm nay là 20 năm trời, nhưng mà mỗi một tháng lương chỉ có 10 triệu thôi. Chưa được 10 triệu nữa cả nhà. 20 năm trời chưa được 10 triệu nữa. Cả nhà thấy không? Cái tuổi xuân gắn bó với công ty, cái tuổi xuân làm giàu cho người khác à. Đó, thì cả nhà xin, em xin hỏi cả nhà nè, nếu như hôm nay chúng ta chia sẻ được những người này ta thay đổi sức khỏe nè, thì hôm nay chúng ta được 31 lon mua vào bên đây, chúng ta sẽ được 63 triệu, đúng không nhà? Thì bây giờ em xin cái nhà là một ngày á, cái nhà chính nhín ra 3 tiếng đồng hồ thôi, chúng ta đi đến một cái gia đình nào đó, chúng ta điện thoại cho một cái người nào đó, người bạn, người bè, người anh em thân thuộc chúng ta đó, chia sẻ một lon sản phẩm đi, chúng ta sẽ được 210.000. Đó, cả nhà không? Khi mà chúng ta lên danh hiệu trưởng phòng rồi á, chúng ta chia sẻ cho một ai uống một lon sản phẩm là chúng ta sẽ được là 210.000. Nhưng cái người chia sẻ được là cũng vẫn có tiền 70.000 một lon. Đó, 70.000 một lon. Thì cái nhà thấy không? Khi mà cái nhà xuống đây nè, xuống một nấc thang nữa là cái nhà sẽ phải có hai người vô làm gì làm cũng phải có hai người vô để làm với cả nhà. Thì mỗi một người này nè, lúc này cái nhà chỉ cần hai lon thôi. Đó, hai lon thôi. Và ở dưới đây cái người hội viên nè, người này hội viên nè, và cái người này sẽ đạt 31 lon nè. Trong thời gian dùng sản phẩm những người này cũng giống như chúng ta luôn, là cũng chia sẻ giống như vậy, và chúng ta có thể hỗ trợ, chúng ta học được những cái cách qua cái quá trình chúng ta dùng như thế nào đó, chúng ta kể chuyện, chúng ta chia sẻ lại, chúng ta chăm sóc với những người dưới đây giống như chúng ta. Đó là chúng ta đang làm theo sứ mệnh, nhưng là em đã làm cho cả nhà và cả nhà làm tiếp tục vậy đó. Thì những người này được 31 lon này nè, thì những người này cũng giống như mình trước kia, lãnh được 2,1 triệu. Thì đó là những người này cũng giống như chúng ta, đúng không nhà? Và chúng ta cũng giống như em, và em cũng giống như tiếng trên của em, là cũng làm giống y chang vậy, là sao y bản chất cả nhà ha. Thì lúc này nè, khi hai người này là người ta nói chị ơi, như là em thì có Chi với Thúy, có Vân, mà có rất là nhiều người đó cả nhà. Thì chị ơi, em cũng muốn chia sẻ để em có tiền, em muốn sửa, và em cũng muốn làm phước làm thiện, em cũng muốn gieo duyên cái này, thì em cũng muốn giúp cho mọi người đó. Thì lúc này hai cái người này nè, người ta tự phát huy ra, tự phát đi ra. Thì nếu như chúng ta đạt 30 điểm ở đây xuống đây chúng đây á, và ở đây tái sử dụng xuống đây á, dưới đây chúng ta đạt được 31 lon nữa đó. Thì lúc này chúng ta lên giám đốc, chúng ta lên danh hiệu giám đốc để làm gì? Công ty biết cái danh hiệu của mình để trả thưởng cho mình,
Thì lúc này cả nhà biết không? Lúc này cả nhà không còn là 210 ngàn nữa, nhưng mà cả nhà sẽ được là 270 ngàn nhân cho 31 lần, thì cả nhà sẽ được là 8,1 triệu. Đó, 81 triệu. Còn nếu như hai người này nè, người ta tự hoạt động, người ta được 31 lon, cũng như cả nhà đây là đang hoạt động mình được 31 lon này, thì dưới đây người ta giống cũng giống như mình như vậy. Đó, thì lúc này nếu mà chúng ta không mua cái này á, không mua của mình, chúng ta hỗ trợ dưới đây á, thì chúng ta chỉ mua cho mình 2 lon thôi, nhưng mà chúng ta không có được nhận cái phần tiền này. Còn nếu như chúng ta mua vào mình 31 lon á, thì chúng ta sẽ nhận được 270 ngàn một lon, nhân cho 31 lon của chúng ta mua vào mã số của mình nè, là chúng ta sẽ được 8,1 triệu. Còn nếu như hai người này nè, có nghĩa là một người A nè, một người B nè, thì người A sẽ đem về cho mình là A là 6 triệu cộng với người B 6 triệu thì bằng 12 triệu. Vậy chúng ta cộng lại đi, 12 với 8 thành viên với nhà 20 triệu. Đó, 20 triệu. Thì em xin hỏi cả nhà, tại sao em lại nói cả nhà chúng ta làm thẻ? Đó, nếu như cả nhà không làm thẻ, cả nhà ra ngoài, cả nhà mua sữa bên ngoài á, sữa không có chứng từ, không có nguồn gốc, không có thẻ, không có giấy tờ á, thì cả nhà uống đi. Nhưng 1 triệu mốt, 1 triệu 2, 1 triệu 3, uống suốt đời chúng ta luôn. Chúng ta không có cơ hội để gieo duyên nè. Chúng ta không có cơ hội để tạo duyên tạo phước nè. Chúng ta không có cơ hội để chúng ta lãnh được những cái phần tiền này. Chúng ta không có cơ hội để được chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng ta không có cơ hội để công ty bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Nếu chúng ta uống có vấn đề gì thì tự mình lo cho mình. Đó. Và chúng ta sẽ được nhận tiền chiết khấu từ công ty từ 2 triệu. 2 triệu, 6 triệu, 8 triệu, 20 triệu. Đó, chúng ta không còn những cái cơ hội thì chúng ta không có nữa. Và chúng ta không có cơ hội để chúng ta chia sẻ cho những người ở dưới đây dùng. Mà nếu như chúng ta có cơ hội chúng ta chia sẻ cho những người dưới đây dùng á, là chúng ta đang tiếp tay cho những người trên đây người ta làm sai. Tại giá công ty là 1,320 triệu. Tại sao người ta bán có giá 1,1 triệu? 1 triệu. Cả nhà nghĩ đi, có phải hàng gian, hàng giả, hàng làm cái là kém chất lượng, hàng làm là không có nguồn gốc, có đúng không cả nhà? Nếu như chúng ta uống 1,1 triệu, 1,2 triệu, 1,3 triệu, chúng ta không mua hàng công ty, không làm thẻ, thì chúng ta chia sẻ cho những người dưới đây nữa là chúng ta đang tiếp tay cho những người làm gian, người làm gian làm dối, cho nên chúng ta không làm vậy. Chúng ta làm cái gì phải đúng theo cái quy định của công ty, đúng theo cái luật vũ trụ trao cho chúng ta. Là mua 1,320 triệu, bán 1,584 ngàn, và có cơ hội để làm phước, có cơ hội để gieo duyên cho những người xung quanh chúng ta, và bảo vệ được nguyên một chuỗi gia đình chúng ta luôn. Với đây này nè, ví dụ đây chúng ta đi, mẹ nè, cha nè, cô dì nè, chú bác nè, và xuống đây có thể là nó tuổi già nữa. Đó, tuổi già nữa, tuổi rất là nhiều, và xuống đây cả nhà, thì xuống đây nè cả nhà, người ta cũng sao y bản chất giống như chúng ta luôn. Đó, giống như chúng ta luôn, giống như chúng ta luôn, tất cả người đây cũng sao y bản chất giống như ta luôn. Vậy cả nhà có hiểu tại sao mà em nói cả nhà là phải làm thẻ đi không? Đúng không nhà? Rồi xuống dưới đây nè, tiếp theo đó nữa, một, chúng ta sẽ hưởng được 7 đời, có nghĩa là đây nè, một đời nè, hai đời, ba nè, chúng ta sẽ hưởng được sâu xuống 7 đời nè cả nhà. Đó, và chúng ta sẽ truyền nghe nữa, và những người bên trên chúng ta chia sẻ tiếp nữa, 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 chia sẻ tiếp nữa. Thì cả nhà thấy đi, nếu như chúng ta là phước gieo viên, gieo hạt lúa hạt cải xuống như vậy, thì cái trái nó trồi lên thì ai hái đó nha. Chúng ta gieo hạt xuống, chúng ta gieo cải xuống, chúng ta gieo sầu riêng xuống, chúng ta gieo xoài, chúng ta gieo ổi xuống, chúng ta gieo tất cả xuống như đây, thì em xin hỏi cái nhà là ai được hưởng? Có phải là chúng ta được hưởng không? Nhưng mà em chỉ cần bán cho cái nhà 100 ngàn thôi. Tôi phái quá trời luôn vậy, bên đây bán 1,320, bên kia bán có 1,120 ngàn thôi, phái quá đi, có 100 ngàn. Nhưng mà không có hóa đơn, không có chứng từ, không có ai cam kết là sạch công ty, không có ai chăm sóc sức khỏe, không có ai bảo vệ mình, có cần là tự động đi mua sữa lấy, chứ không có phải tận tình như chúng em, không có phải là một sứ mệnh như chúng em phục vụ cho cái nhà tối đa luôn. Đó, mà chúng em làm, mình có ai làm công việc ngay thẳng để làm gì? Bảo vệ một chuỗi người dân tộc Việt Nam chúng ta, chứ không phải là làm việc cá nhân mình.
Dạ hiểu ý em nói không? Không phải làm việc cá nhân của em. Nếu mà em làm việc cá nhân của em á, là em bán giống như những người này nè. Em bán giống như những người này nè. Làm gì để em hưởng hết tất cả những cái này của chúng ta vậy? Đó, em sẽ hưởng hết tất cả những cái này của chúng ta vậy. Cái chúng cả nhà chúng ta không được hưởng cái này nữa. Cho nên tại sao nó ở mày, em tao uống mất có 2-3 lon, 5-7 lon, mười mấy lon mà trước khi tao làm thẻ vậy. Làm thẻ để làm gì? Chúng ta nhận được cái gì? Cái lộc của chúng ta chia sẻ vậy nè. Em cam kết với cái nhà nghe, nếu như ai không dùng sản phẩm thì thôi, anh Khoa thì thôi. Nếu mà ai dùng sản phẩm anh Khoa là người đó có một cái tâm cho đi rất là lớn. Cho đi. Tại sao? Chúng ta có sức khỏe rồi mà. Chúng ta nhận từ cái lon sản phẩm, có sức khỏe từ lon sản phẩm mà. Thì lúc này chúng ta sao? Cho đi như là chúng ta đã nhận vậy đó. Đúng không nhà? Giống như là chúng ta đã nhận vậy đó. Cho nên tại sao em lại nói cả nhà chúng ta làm thẻ là như thế nào? Chúng ta sẽ được tất cả những cái quyền lợi này, chúng ta được cộng hưởng hết tất cả luôn. Công ty sẽ bảo vệ chúng ta 100% luôn. Và cả nhà mua một lon sản phẩm của con nhẹ là chính sứ mệnh con nhà sẽ phục vụ cho cả nhà xuông suốt luôn. Đó. Bất cứ ở nơi nào đó nhà ơi, chị cần sửa ở đây, chị cần sửa ở kia, chị cần sửa ở mô, chị cần sửa ở tê, tất tần tật em là người giúp cho cả nhà luôn. 5 lon, 10 lon, 2 lon, 1 lon, 30 lon, 40 lon, 100 lon, 200 lon, 300 lon, 500 lon, 1000 lon, em sẽ là người phục vụ cho cả nhà chúng ta. Và với điều kiện là cái mã ID của cả nhà bảo vệ cho cả nhà. Đó, em sẽ là người phụng sự để tương tác, để giúp đỡ cả nhà, để cả nhà nhận cái sản phẩm từ công ty, sữa gốc, sữa chính hãng, giữ được bảo vệ, được bảo vệ sức khỏe, được bảo vệ cái ID của chúng ta để thừa kế cho con cháu chúng ta sau này. Đó, cho nên là em phải nói cả nhà chúng ta là hãy làm cái thẻ. Khi chúng ta sử dụng anh Pha để làm gì? Mua hàng chính hãng, hàng gốc, hàng có nguồn gốc, hàng được bảo vệ, hàng được mua bảo hiểm, bảo đảm chất lượng bên trong của chúng ta. Đó, và chúng ta có cơ hội là làm gì? Cho đi, có cơ hội làm phước, có cơ hội làm thiện. Mình đang trao cho một người nào có một lon sản phẩm alpha là mình đang tạo phước, tạo duyên cho cả nhà. Thì cả nhà thấy đi, chúng ta tạo cái gì là chúng ta được hưởng cái đó. Tạo cái gì là chúng ta hưởng cái đó. Nhưng Đức Phật có dạy chúng ta không? Con tạo cái gì con sẽ hưởng cái đó. Con cho đi cái gì thì con sẽ hưởng cái đó. Đó, là gọi là nhân quả công bằng đó cả nhà. Như Đức Phật có dạy chúng ta, em có nghe câu đó là khi Đức Phật có nói đó nha. Thì đây là chúng ta thấy đi, nếu như chúng ta không giới thiệu cho cả nhà chúng ta uống cái hàng tốt như thế này, hàng chất lượng, hàng có uy tín, hàng có công cụ, có địa vị, có công ty đàng hoàng, mà chúng ta tiếp tay cho những người này, cả nhà thấy chúng ta gieo cái hàng có tốt không? Không tốt đâu cả nhà. Cho nên là hôm nay em sẽ trả lời cho cả nhà tại sao em lại khuyên cả nhà làm cái thẻ để làm gì. Cả nhà hiểu ý em không? Thì đây cũng là phần trình bày. Nếu như trong quá trình mà em chia sẻ tới cả nhà mà có điều gì không đúng, hơi sai sót á, thì em mong cả nhà quan hệ cho em và hãy giúp cho em để cái bài tập của em được tốt hơn. Em xin cả nhà hãy comment để giúp em cho ủng hộ em trong bài tập tới để tốt hơn, để em phục vụ cho bà con chúng ta một cách gọi là tối ưu nhất, tuyệt vời nhất, gọi là thành công nhất và chu đáo nhất cả nhà ha. Em xin hết chào cả nhà chúng ta tràn đầy năng lượng và tình yêu trong một ngày vừa qua ạ. Một buổi chiều chứ, một buổi chiều an lạc.